Lô, chú Bảy hả? Con Tâm Phát TV. Phe địch phe ta hả? Phe địch. À không có, điện hỏi thăm coi chú khỏe không? Khỏe rồi hả? Rồi chừng nào xuất diện? Chưa 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 hả? Chưa nữa hả? Chưa nữa hả? Cái gì? Mới mới đủ đóng tiền nhà chứ tiền trả nợ chưa hả? Rồi, con hỏi chú cái hổm gậy kiếm xương xương nhiêu rồi? Vậy? Gì ghê ông nội? À, thôi, không mấy giờ gán tranh thủ về. Rồi bữa nào chú cháu mình đi đập bài cục đá chơi. Mụ nổi con hả? Tại đó ông chửi bậy. Rồi, ok. Còn sức chửi hả? Còn sức chửi. Thôi, ông chửi quá bậy. Thôi tắt đi. Tắt đi. Mới Rồi sao? điện chú bảy. Nó nói gì nói gì? Chú bảy ông căng quá. Căng là căng Ông là bệnh, ông bệnh phổi mà. Ông bệnh phổi ông ho mà ông chửi quá bậy. Chửi quá hả? Ừ, ông nói mày địch theo phe địch phe ta. Rồi hỏi ông coi giờ dạo nằm nằm viện không gầy kiếm được nhiêu rồi. Ông nói cũng kiếm xương xương bị dài xị. Suy hả? Dài xị tiếng lóng là dài trăm á. Dài trăm chai. Ủa ghê Đó. vậy, ghê Ừ. vậy. Vợ chồng Tâm Phát xin kính chào tất cả quý bà con quên nãy giờ quên chào. Ngày hôm nay vợ chồng Tâm Phát sẽ chia sẻ cho tất cả quý bà con mình biết một số cái thông tin ta nói nó chấn động liên quan tới chú Bảy. Coi chú Bảy hôm gầy ông nhập viện coi bao nhiêu lâu rồi. Rồi ông kiếm được nhiều hen quý bà con hen. Rồi, rất mong quý bà con mình nhanh chút ít thời gian ra gán mà coi hết giùm em. Bảo đảm nó cực kỳ là đã luôn quý bà con. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Thì bây giờ anh hỏi em nghe như thế này nè. Sao? Theo em á, Sao? hổm gầy chú Bảy nhập viện vậy đó. Rồi có ai cho tiền chú Bảy không? Đây em nghĩ coi. Chắc là cũng có đó. Chắc là cũng có là sao? Chắc là cũng có là sao? Chắc hay là không chắc, có hay không có, trả lời dứt khoát. Ủa, em đâu biết đâu. Tôi nói với bà nè, có. Ở đâu vậy? Đây nè, Ai cho? chỉ riêng cái con lợn tai xanh nó kêu gọi không đó quý bà con. Mà em mới đọc cái status của nó là riêng như đó thôi đó. Là lấy bậy xương xương 11 chai. Một chai 11 triệu. hả? Ghê Là cái vậy. ngày đầu tiên á. Vậy đó hả? Đúng không? Rồi chưa kể cô ba Cà Ná Đà nè. Có nữa hả? Ừ, rồi cô bốn USA nè. Đó cô ba, cô bốn, cô bảy. Rồi bắt đầu tới cô soạn giả, soạn thiệt nữa. Trời đất ơi, chưa nghe. Có sạc nổ, sạc thành nha mà. Trời ơi, sạc nổ làm gì có tiền đi mà chó. Không Thì có. cũng kêu gọi thôi, thấy cũng Kêu, có đăng kêu lên gọi. đó. Mà bà biết những cái người đó đó. Sao Những cái sao? người đó là kiểu như có tiếng ở trên mạng. Đúng không? Chẳng hạn như cô ba Cà Ná Đà đâu. Cho để lấy cái uy tín. Uy tín. Lấy cái độ bất bình phong. Cái bắt đầu những cái người bạn của cô ta đó. Cho thêm. Cho thêm. Thì Chắc là sẽ cô vậy là chắc có ha. chứ sao Hèn chi cô mới đăng lên liền đúng không không? có chắc có Có đúng không? chứ sao bà. Bây giờ tại sao mà tôi dám khẳng định như vậy á, Đúng thì tôi rồi, đúng đọc cho rồi. bà cái bài viết của cô Kim Mai Thò. Đúng Có đúng nghĩa đúng. là cô ta nói á, là cô ta kể từ cái ngày 26 tây tháng 8 cô ta không nhận nữa. Thì bây giờ cô ta nói không nhận đồng nghĩa với cái chuyện cô ta đã có nhận, À đúng đúng rồi, không em có đọc anh cái em? bài Đúng không? đó. Ừ, cái bài viết đó nó quá rõ ràng. Mà bây giờ có một cái điều như thế này quý bà con cô bác mình thử nghĩ coi. Bây giờ nè, đồng ý á, chú Bảy ông bệnh Đúng. thì có bệnh, Có bệnh. nhưng mà theo em nghĩ đi, ông có nặng đến nỗi mà phải quyên góp không? Theo em nghĩ có nặng đến nỗi vậy không? Bây giờ không nặng cũng thành nặng Ừ, đúng vậy, đúng, ta lại câu đó hay á. Kiểu như bây giờ nhẹ cũng thành nặng, mà giờ nặng thì nó cũng đã nặng rồi, kiểu vậy. Nó cũng là nặng đó. Thì em hỏi quý bà con như thế Bây giờ này nè. Cộng đồng mạng người ta đã bàn tán khá là nhiều về cái chuyện của chú Bảy. Nhưng em xin phép quý bà con em chỉ ra những cái điều này. Là chúng ta đủ hiểu ở bên phía tập đoàn đang moi tiền của những mạnh thường quân như thế nào. màu 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 Moi. màu trắng trợn luôn. Bây giờ anh hỏi em, ví dụ như bây giờ chúng một người thân trong gia đình mình bệnh á, thì tất nhiên cái người đầu tiên chúng ta cần phải tìm đến và mình không phải nói tất vậy đi ngược cái người đầu tiên mà mình bệnh á, thì mình giờ mình coi coi của cải mình có gì, ví dụ xe, ví dụ điện thoại, có cái gì cầm bán cái đó. Đúng. Đúng quý bà con. Đúng. Nói thiệt. Rồi sau đó nếu mà ví dụ mình coi xong xong mình không đủ tiền viện phí các kiểu, mình điện cho người thân. Đúng. Đúng không? Đúng. Ví dụ như bà điện cho con ve đi. Rồi con ve nó không 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 được thì điện cho bà Sáu. Đúng. Bà Sáu không được được sạc 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 pin sạc ngắn đâu. Đúng. Xong người thân rồi chúng ta mới tìm tới cộng đồng mạng. Đúng. Đúng chưa? Đúng. Còn cái này cái gì ngộ vậy Nhưng trời? mà mới gì đã tìm cộng đồng mạng rồi, Ừ. thành thói quen rồi. Thói quen rồi chứ Thói nữa. quen rồi. Ừ, bà thấy rõ ràng không? Mắc cái gì bệnh chưa gì ông Bảy chưa?
chưa có kịp mặc cái quần để mà đi vô bệnh viện luôn đã chụp hình quay phim là điện cho lợn tay xanh gì kỳ với tới. Ủa sao mà tự nhiên bà hỏi mình có phân tích rồi tự nhiên cái điện bộ không còn người thân nữa hết ta. Bà nghĩ mắc cười bà bảy đâu, ô lộn bà sáu đâu, rồi con ve đâu. Đúng. Trời đất ơi, trong khi đó con ve nó tiền tỷ mà ngộ tiền tỷ tỷ luôn, nó đi du lịch biển kìa, nó đi Đà Lạt kìa. Đúng rồi. Ôi nó đi Pháp nữa kìa, đang chuẩn bị mở cái live show. Đêm gì đêm kinh hoàng gì đêm gì tôi không biết nữa. Đêm gì đó, nói chung là đêm gì kệ nó đi, nhưng mà em đêm nói với lại như vậy nữa nè quý bà con, em nói như vậy á không phải á là em công kích hay em nói xấu gì ai, nhưng em cũng như em khuyên đi vợ chồng, em khuyên cộng đồng mạng, khuyên những cái bà con cô bác mà có tấm lòng tốt á đang cho vợ chồng ông bảy á, chúng ta hãy suy nghĩ lại đi. Đúng. Ngoài đường, ngoài xã hội mình còn rất là nhiều các cái kêu bằng gì ta, cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh còn đáng thương lắm quý bà con, em nói thiệt á. Còn cái này vợ chồng ông bảy trời đất ơi mạnh cùi cùi mà. Đúng ông rồi. Bảy tiên bệnh thì bệnh thiệt, nhưng mà còn hàng con trai làm chi. Đúng trời đất ơi, không tin là chưa có gì gọi là hết trơn mà. Đúng chỉ vậy là em ơi, dạng như yếu yếu thì vô, mệt mệt thì vô vậy thôi mà. Đúng. Ra chưa xuất hiện chưa? Chưa xuất hiện mà hả? Tôi nói bà nghe nè, có thêm cái chi tiết như vậy nữa nè. Cái chi tiết này khoan nói đi, mà em nói quý bà con mình đúng không, bây giờ chúng ta hãy nên nhớ đi, ở ngoài đường còn rất là nhiều những cái mảnh đời thật sự cần giúp đỡ. Đúng. Tại sao chúng ta hãy không tìm những cái hoàn cảnh đó mà chúng ta đi giúp đỡ cho những cái người mà kiểu như hay kêu bằng ăn bám vô cộng đồng mạng đó. Mà thấy khó ghen không hiểu. Đúng chưa? Bởi đồng ý mình cho thì đó là tấm lòng của mình, nhưng em nói quý bà con chúng ta hãy cho đúng chỗ. Có những có một số nghệ sĩ nha, bệnh này kia là tự cộng đồng mạng, tự các nghệ sĩ khác lại cho, chứ không kêu xin luôn, không xin luôn. Thà mình bệnh mình tự mình chịu này kia. Còn này mới có xương xương rồi đăng lên, mới có xương xương đăng lên là sao vậy trời? Anh nói với em cái chuyện mà bây giờ mình hết nước, cứ như mình hết cái kêu bằng tát hết nước luôn á. Đúng rồi. Thì lúc đó mình bí ý tưởng, ông bày lộn, bí đường quá, người ta mới tìm tới cộng đồng mạng là kêu quyên gọi này kia thôi. Đúng. Còn trong khi đó ông bảy nè có thằng con trai tiểu hèn sản là cái thằng đúng, nó trời đất cái tuổi vậy đó hả? Cái tuổi mà như tôi mà tuổi như nó là tuổi thiệt bà, tôi đi vác xi măng, tôi làm hồ thấy mụ nội tôi luôn, tôi đi lơ xe nữa. Trời đất ơi, chứ không phải chơi đâu. Mà nó trời đất ơi, cái tướng nó tôi bốn cái nó cũng té nó, chứ đừng nói làm có gì. Có cô cháu gái mà. Cháu gái mà thương cậu gì đó. Sao, sao không xuất hiện? Mà không thấy xuất hiện luôn ha. Không thấy xuất hiện vô luôn. Đúng rồi, thấy trong clip này chứ... đó là bà gì sáu bào. Chỉ có cô Kim trợ lý Kim Sang Hô gì đó không? Mà không thấy bóng dáng của nàng kia luôn ta. Nàng hoa. Vậy gì nàng à? Nàng le, nàng ve đúng rồi, nàng ve. Tính nói gì qua anh ta? Nàng ve hay tắm biển, đồ đăng xì xa tút gì là từ lưu hộp dưa đó. Đây nè, với anh bật mí cho em và bật mí cho tất cả quý cộng đồng mạng biết á, thì em đọc được một cái bài viết, tuy là nó không có biết chính xác hay không, nhưng sau 3 ngày chú Bảy nhập viện đó, thì nghe đâu chú Bảy kiếm xương xương Bảy cũng vài trăm đây, vài trăm triệu đó quý bà con. Ghê vậy không? Chứ nhiều. Trời ơi, nói chuyện. Thiệt luôn á hả? Tại tôi nghe nói thôi mà không biết đúng hay không, nhưng mà có đây nè, anh nói cho em nghe, trời ơi bây giờ cộng đồng mạng biết bao nhiêu người đúng không, mà bây giờ anh hỏi em á, bây giờ một người mà cho ví dụ như người ta có tấm lòng chừng triệu thôi thì chỉ cần 300 người là 300 triệu rồi đúng không, em nói quý bà con mình đồng tình không? Nó cho xương xương vậy đó, nhưng trời đất ơi dễ gì mà dễ gì thoát bà sáu. Nói chung là cho là một phần là một tổng cộng, nhưng mà cũng chắc cũng bị chặn sao chặn, anh nói em ví dụ tới, vậy tới đó chắc cũng còn 300 ngàn. Ví dụ cô Sáu cô Sáu qua hỏi chú Bảy khóc xong chụp hình đăng lên rồi bắt đầu về điện chú bảy sao? nhiều vậy hả? Bảy mới nói chừng 300 Sáu ơi. Bảy ba nghe mày. Trời đất ơi, mày thấy tao qua tao khóc dữ không? Rồi. chị lợn tay heo tay xanh vậy? Con cũng có công đó cô Kim ơi. Đó gọi điện rồi này kia nọ rồi ha. Kia bắt đầu rút ghĩa được chút đồ. Mà sáu điện nha. Bảy gì chị cưng, tao mấy nay tao nghe đâu là luật sư vậy, đòi thưa đòi kiện tao vụ nợ nặng á, mày câu mày liệu mà mày chia tao bảy mớ. Đúng rồi. Có vụ đòi nợ đó không? Đó, mày câu tao qua tao khóc, mày thấy tao nhỏ nước mắt rồi tao khóc quá trời quá cái đó. Tao đăng đưa tao đưa hình cho bên kia bên nửa dòng trái đất đăng lên đồ kêu gọi đồ đó thấy không? Mày không chia tao là tao phanh phui sự thật đâu các kiểu. Sự thật là mày ăn vạ. Bởi nhiều khi mình nói quý bà con thiệt tình luôn, đây nè em nói có rất là nhiều
ý kiến trái chiều, người ta cho là nó mày nói sai, không phải đây nè. Em chỉ cho quý bà con biết thêm một cái chi tiết như thế này. Mà chúng ta tin rằng ở bên phía bún bò là chuyên gia đi ăn bám và đi kêu gọi cộng đồng mạng. Đây nè, em nấu cho quý bà con nghe như thế này, coi đồng tình với em hay không nha. Chúng ta còn nhớ cái quán bún bò của cô Bành không? Là ngày xưa nghe quán cũng vẫn cô Lành còn bán á. Đúng, có. Em hỏi quý bà con nè, trên đời quý bà con coi đi, thậm chí cho tới bây giờ cô Sáu còn bán cái hủ tiếu bò viên đó. Trời đất ơi, có ai mà nghệ sĩ mở cái quán ra giống như cái quán của cô Sáu viên về không? Đúng. Trời đất ơi, lâu lâu cái kêu gọi quyên góp. Chuyên gọi quyên góp. Lâu lâu cái đi từ thiện. Nhưng mà vậy nè, em nói ngộ lắm, có một cái chuyện lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng người ta đào lại, người ta nhắc như thế này. Sao? Có một cái cô kia đó, cổ cũng già rồi. Đúng. Cổ vô cổ xin một cái phần mà bún bò từ thiện là cái lúc mà lâu rồi nghe quý con rồi, còn cô Lành đó. Sao đó? Cổ vô cổ xin một phần. Một phần à? Cổ lấy một phần xong. Sao? Cái cổ đứng lại, cái cổ đưa, cổ nó không có biết nói chuyện, kiểu như cổ hơi bị tật đó quý bà con. Sao nữa? Cái cổ đưa thêm hai ngón tay nữa. Hai nữa. Cái ý của cổ là muốn xin thêm phần nữa xin đó. Xin thêm phần nữa đó. À, tại vì nhiều khi nhà người ta hai người. Đúng. Con ve nó không cho luôn quý bà con. Không cho luôn. Không cho thêm một phần nào nữa, cho đúng một phần thôi. Kỳ vậy. Cái vấn đề đây nói không phải là mình nói kiểu ích kỷ hay nhỏ mọn, nhưng em nói như vậy con quý bà con mình đồng tình không? Đúng. Ví dụ như một người làm từ thiện á. Đúng. Nó mà dụ nó là một cái người mà có tiếng hay là có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng á, thì bây giờ nó kêu gọi ví dụ 5 triệu đi. Thay vì bây giờ 5 triệu đó người ta mua được 100 phần bún bò đúng không? Thì phát cho 100 người đúng không? Đúng. Tại sao nó không lấy 5 triệu đó mà nó đi ra chợ nó mua những cái nguyên vật liệu, nó về nó nấu cái nồi nước lèo, nó phát ra rất có thể nó ra tới 200-300 tô. Đúng không? Đúng. Con đi qua đi, con đi qua đi. Con trai em nó chạy qua. Thì em nói quý bà con mình đồng tình không? Có nghĩa là nó ở đây nó làm cái kiểu là y chang như nó chỉ đi phát giùm và nó đi bán giùm cho người ta thôi chứ không có tự thiện gì đấy tên. Không tôi... mà mình cũng thắc mắc à. Mình nói là đúng rồi là từ thiện bún bò, nhưng mà cái chỗ đó là cũng là cái quán bún bò luôn đúng không? Bởi vì mình xin phần cũng phải cũng cho được cái hạn chế rồi. Thì tôi nói thì khi mình thấy cái thành phần nào mà nó bất hảo hay là những thanh niên mình vô mình thấy nhiều lần xin nhiều lần như vậy quá thì mình có thể mình từ chối được cũng có đúng thể rồi. Nhưng mà cái này là người lớn tuổi, mình xin thêm phần nó vậy thôi con cho cô một phần này kia chứ thì sao thì cũng có thể được vậy. Nhưng mà ý em nói là gì nè, mà cái lúc trong cái lúc giờ nhạy cảm đúng không, mà đăng lên xin từ thiện cũng có vấn đề đúng không? Đúng rồi. Giống như đợt mà hai cha con đang tố qua tố lại cái bên chị Bùm Bùm với chú bảy tự nhiên cái ông bảy ngã bệnh cái đăng lên này làm đúng không, tự nhiên thấy đang có phút nhạy cảm gì mà đăng lên vậy là tức là một phần là để trang trí tại Bùm Bùm rồi tại nhạy kia bắt đầu cái lấy lòng thương cộng đồng mạng đó. Đúng. tuyệt chiêu tuyệt đỉnh công phu luôn. Đây nè, anh hiểu khí em rồi. Hiểu nhưng không? Mà tại vợ em á, nó nhiều khi nó nói chuyện kiểu như không có lưu loát quý bà con thông cảm. Có nghĩa là tại sao ông bảy ông không bệnh những cái lúc trước? Đúng. Mà tại sao chờ cự lộn qua lại với Bùm Bùm rồi bệnh đúng không? Thằng này tôi đi guốc vô bụng ba mà. Còn thêm chi tiết này tôi nói cái bà khoái liền nè, nghi ngay bom luôn nè. Tại sao ông bảy ông bệnh ngay cái thời điểm mà cái live show ve sắp diễn ra? Đúng không? Đúng. Cái nghĩa là con ve nó live show nó chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Là 30 tây tháng 8 đúng không? Trời đất ơi, ta nói đi có 30 tây là 24 tây tháng 8 ông nhập viện. Vô cái có nghĩa là vô cái bà rèm luôn. Nó đi nguyên cái catalog, nguyên cái menu luôn. Bà thấy hay không? Là cái sự tính toán từ trước. Chứ sao? Tôi hỏi bà chứ làm gì mà có cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Mà đúng rồi, tự nhiên cái lúc live stream rất là nhiều live stream, ông bà cũng live stream tự có nhiên bệnh quản gì đâu. Không, đang tự nhiên đang cái tự nhiên cái tốt thì Bùm Bùm. Cái Bùm Bùm nói này lại. Này kia ở tự nhiên cái mà biết bao nhiêu cái live stream tự nhiên không nói ngay cái lúc đó. Xong cái chị Bùm Bùm phản pháo lại, xong pháo qua ngày sau cái tự nhiên cái bệnh. Ngã bệnh cái mà nửa khuya nữa cái đăng clip chụp hình chuyện chị tay heo tay xanh gì đó. Nghe làm đủ thứ cái lu su cái. Đúng rồi. Khóc lóc vậy. Chính xác. Cơ hội không? Tám xác luôn. Đúng quý bà con, trời đất ơi đâu ngẫu nhiên. Lấy tình thương đây nè đó. Có một đích một mong hết trơn à. Hết trơn rồi. Trời đất ơi đâu phải. Trời đất ơi bây giờ thời buổi bây giờ đối với bên phía bún bò là người ta bệnh là người ta bệnh có công thức. Bệnh có khoa học. Bệnh có một mong một đích. Đúng không? Đúng bệnh không? Là phải lựa đúng thời điểm. Thời điểm thứ nhất á, là canh Bùm Bùm nó vừa kêu bằng phản đòn lại thì mình sẵn đó mình ngã bệnh luôn. Đúng. Để cho cộng đồng mạng ta chỉ trích Bùm Bùm luôn. Đúng không? Vỗ tay các cái đó. Còn cái bệnh thứ hai nữa đó. Bệnh làm tiền. Bệnh làm tiền đúng luôn. Tại vì hổng gài mấy nay kêu bằng gì?
chi phí kinh phí. Ông gì ông chủ nhà, ông đòi quá bà. Hai ba tháng rồi. Rồi chưa tính tiền đứng, tiền nằm, tiền ngồi, tiền sách, tiền góp, tiền hụi, sống hụi chết gì tùm lum bú xua. Đó. Rồi tiền lãi nữa, ngân hàng tùm lum hết. Cái thứ ba nó bệnh biết gì không? Tại sắp tới xôn ve rồi. Sẵn bệnh đó đó rồi, heo tay xanh nó lên nó táp cái tên bảy vô luôn để mua vé, cứ như mua vé cho con ve cũng là ủng hộ cho chú bảy đó. Thì vậy. Đúng không? Có đó đó. Đúng không? Trời đất ơi, tôi đi guốc vô bông ba mà. Thôi đó. Cũng khéo luôn ha. Không khéo. Trời ơi. Tôi nói bà, người ta đã lên một cái ca tô luôn. Người ta đã kêu bằng sắp xếp thời gian địa điểm nó cụ thể hết. Người ta chỉ thực hiện cái kế hoạch đó thôi. Đúng rồi. Đúng không? Kế hoạch đã triển khai. Tự nhiên bình thường không sao, tự nhiên cái hai người vợ chồng lên like nói bầm bùm xin tiền tả tiền cái bầm bùm. Vậy quá mấy bầu nói qua nói lại bắt đầu cái tự nhiên cái ngã cái bệnh cái đó. Với anh nói ông lộn em nói với quý bà con á là như cái chuyện hồi nãy đúng là cái chuyện mà mình làm từ thiện á thì mình làm từ cái tâm mình. Đúng, đúng. Làm từ thiện mà ông nội có lời mới chịu làm. Thì em hỏi quý bà con mình làm gì chi? Đó, bởi vì mới ôm thầu đám đó. Khi đó nói ra cái nhiều cái con ve fan vô nhào gầy. Ủa người ta cho tiền mày, ông cho tiền ông bảy chứ có cho tiền mắt mày, mày không cho tiền mày mày tức cái gì mày nói. Em nói thiệt quý bà con. Hồi đó giờ quý bà con cứ việc lên coi cái video em chưa bao giờ em dám mà kêu bằng kêu gọi cái này cái kia không có luôn. Nói thiệt. Tại vì mình sống thì mình dù mình có thật sự tài năng thì mình tự kiếm tiền bằng cái chất xám của mình. Chứ đừng bao giờ mà kiểu như muốn dựa dẫm vào ai hay mình để ai giúp đỡ mình, không có đâu quý bà con. Mình sống vậy rồi em hỏi chỉ quý bà con rồi. Rồi ai nhìn mình ra cái gì? Đúng không? Rồi live show chị sắp diễn ra chưa? Là cuối 30 tháng 8. 30 mà còn vé gì không ta? Trời đất ơi, bà nói sẵn đi tôi nói cho bà nghe luôn. Hỏi thắc mắc là đây. Chị ve lên một cái dòng xì tút ta. Còn 10 cái gì đó, nói chung bà viết cái từ khó đọc lắm. Nói chung là cũng còn nhưng mà ít. Đúng không? Mà em thấy cái gì gọi là cái poster. Poster. Ừ. Ủa không có ca sĩ nào hay cơ nhỉ? Trời đất ơi bà biết vậy bà biết muộn rồi. Ta biết gùm ben rồi. Ơi. Không tôi thấy tôi thắc mắc là cái đêm đó nghe nó cũng với quảng cáo rồi cũng lưu là gùm mà không thấy ai gọi là chỉ có một mình chị ve là chúng ta biết nhiều thôi đúng không quý bà con? Còn bao nhiêu người còn lại nói thiệt á, trời đất ơi nó còn thua cái bản mặt tôi. Chị bữa hổm thấy chị heo tay xanh chị lên đó mọi người đừng có công kích hai ca sĩ gì đó. Trời ơi, dạo này heo tay xanh á làm y chang là muốn làm bà cố nội của người ta rồi. Vậy như mình bầu show lớn lắm mà, bầu show này đúng mới rồi. Nghe tôi mới nói nghe cho bà nghe nè. Cái con lợn tay xanh này hổm gài tôi có cảm giác nha. Biết làm cảm giác gì không? Sao? Muốn y chang như đại diện kêu bằng phát ngôn với quản lý luôn ở bên phía tập đoàn. Thì đúng rồi, không? Đúng rồi. À gì? Kim luôn á. Kim luôn. À, cô Sáu phải làm này, chú Bảy phải làm này. À, chú Bảy bệnh phải nằm tư thế làm sao? À, rồi gì thở ung sưng như thế này. Để con quay. Ừ. Cho nó vô làm khớp, như khớp y chang đạo diễn vậy nè. Vô khớp nhạc vậy đó. Đúng rồi. Vô một sắp cái ba rem vậy đó, hiểu không? Trời đất ơi, lận tay xanh á, chuyến này nè, tôi nói thiệt với quý bà con nghe nè. Tôi nói thắc mắc là cái đêm đó chắc ai nào mà mua hết trời. Trời giá ơi đây bà sẵn. Giá thì tinh tời mà ca sĩ thì dưới đất không à. Ừ đúng. Chính xác. Đúng không? Đúng. Ca sĩ hay, dưới đất. Hay vợ tôi này nói câu hay. Ừ, giá trên trời ca sĩ thì dưới đất. Đúng rồi. Cũng đúng. Không lẽ ca sĩ nằm dưới lòng đất bà. Thì chắc là nằm dưới lòng đất mới nhú lên nó như mới cái mầm mới mọc lên á. Giá thì thét lên cao. Đây nè anh nói cho em nghe nè. Theo một số thông tin với các tôi cập nhật từ các anh em YouTube á, cũng có đưa tin á, với các hội nhóm đưa tin. Đúng. Thì thực chất ra đó sao? Cái giá vé ở bảy cái vé mà nó bán chứ mấy phân nửa thôi à. Chứ làm là sao mà không lẽ bây giờ nó khùng đến nỗi mà dở lên nói trời em còn 30-40 vé nữa em còn phân nửa nữa không có nó làm cái gì làm màu rồi nó nói vậy đó để cho người ta mua đúng không cho người ta mua cái còn chừng ngày nữa đấy. Em cũng còn dài ba vé nữa hết luôn rồi quý bà con. Y chang như cái chuyện. Đúng. Đây nè, em nói như vậy đó, em sẽ đưa ví dụ cho quý bà con coi cái cụ thể nó như vậy nè. Quý bà con mình thấy mấy người bán vé số không? Đúng không? Đúng rồi, đúng chưa? Có nghĩa là sao? Ví dụ giờ ở trong cái cặp của họ đó còn cả 100 vé. Họ sẽ xách ra chừng 5 vé thôi. À, chú con còn 5 vé nè, đó. Đúng, đó. Đúng. Mua một con đi còn 5 vé con về sớm mới mua. À đúng. Qua tới người khác. Trời ơi con còn 2 vé nữa hết rồi. Mua đó, làm như vậy đó quý bà con. Đúng không? Mình nói là mình nói ví dụ cho mình. Ví dụ. Ví dụ thôi. Cái kiểu chơi cái tiệc chiêu đó trời đất ơi, cái tiệc chiêu đó dưới quê tôi chơi đầy. Đây có quý bà con. Và bây giờ mình cùng nhau phân tích xương xương chút xíu về cái vấn đề mà cái giá vé. Em nghĩ như thế nào về cái giá vé thì của đó, chị ve bác? Thì đó, tôi mới nói rồi đó. Ca sĩ thì dưới đất.
mà vé thì tinh tời, hiểu không? Nó không có ăn liên quan tới nhau mà không biết là ai cả ai mua ta, chắc những cái fan cuồng của bên bó mua ha, đúng không? Anh nói em nghe nè, 1 triệu đó thì nó thiệt chứ là cho rất là nhiều người luôn á. Anh hiểu rồi. Ví dụ giờ anh nói em nghe như thế này đi. Anh bây giờ mình nghe. Mình lấy ví dụ thôi. Ví dụ mình hai vợ chồng mình là fan chị Loan. Đúng không? Đúng. Mà em nói ví dụ nghe quý bà con nên nhớ và nhấn mạnh một cái đó là ví dụ. Đúng. Giờ chị Loan tổ chức live show bán vé 1 triệu bà đi coi không? Ví dụ như vậy. Chắc bà đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Có nên mua hay không? Trong khi đó kinh tế mình vẫn còn eo hẹp. Đúng. Có nghĩa là em nói thiệt quý bà con, tại sao em nói vậy? Có nghĩa là bây giờ mình fan. Ví dụ giận ve nó có những fan đó đúng không? Thì bây giờ mua 1 triệu thì trời đất ơi mắc quá sao mua. Mà vé sao mắc như vậy ta? Như một bộ phim mà giống như dùng bộ phim giống như Lật Mặt đi ha. Mấy phim chiếu rạp luôn đó. Chiếu rạp luôn mà vé thì chừng 200-300 ngàn à. Đúng rồi. Mà cái này phòng trà cái gì mà dữ rồi trời. Trời đất ơi làm nhưng mà em nói quý bà con nghe nói thiệt luôn, bây giờ cái giá vé mà con ve nó bán 1 triệu một vé đi. Đúng. Bây giờ cho em ăn buffet luôn nữa em cũng chưa chắc em đi nữa. Không mà nó bị tại vì bên sau nó qua mặt. Qua mặt. Nó quá mắc so với những người mặt bằng chung là kiểu như lao động mà như mình. Mà bỏ số tiền đó ra thì mình phải gặp cái ca sĩ nào mà hát hay, đúng vậy, thần tượng thì mình nhiều khi mình còn bỏ ra. Còn đây ca sĩ gì đâu mà không biết là ca sĩ gì luôn á, tại thì tôi làm ca sĩ cũng được vậy. Đúng. Mình nói như này nè. Ví dụ giờ ta bỏ 1 triệu. Đúng. Người ta gặp Ronaldo hay là Messi đi chăng nữa hay là Lách Binh đi, tôi không biết tiếng Anh nha, Lách Binh Hồng Đen gì nhóm nhạc á. Đúng. Thì người ta sẽ sẵn sàng người ta bỏ ra. Đúng. Tại vì sao? Tại vì người ta có cảm giác mình xứng đáng với cái đồng tiền. Đúng. Xứng đáng với cái đồng cái tiền bỏ ra. Bỏ ra. Đúng xứng không? Đáng đúng không? Còn nãy gì bỏ ra 1 triệu. Trời đất ơi vô gặp nguyên cái con do ché trên mặt cái gọi thôi đi về má ơi. Còn gặp toàn những cái người ca sĩ nghệ sĩ gì đâu mà trời đất ơi cái gì nó mà lão quách hả? Gọi là cái gì là ê, cái ông đó mới đi hát đám ma bữa ông cố tổng kìa kiểu vậy. Đúng quý bà con. Thua mà ca sĩ hội chợ hiện bây giờ luôn á thiệt á. Mình nói quay mình nói bậy chứ thật sự vậy không có tên tuổi. Không có tên mà cũng không có tuổi luôn. Rồi làm sao mà bà bỏ 1 triệu bà xứng đáng bà tiếc hồi hụi luôn á chứ đừng tiếc nói. Chứ bây giờ kinh tế đang khó khăn mà tự nhiên bỏ gan 1 triệu mua cái vé vô cái phòng trà vô trời ơi có uống nước không? Chắc có thể là khuyến mãi bạn ly nước. À, một chắc cây nước suối qua nước chắc suối chắc vậy thôi chứ có nhiều đâu. Còn nếu mà nó không được thì cho ly trà đá thôi. Rồi cho thêm bịch đậu phộng nó ngồi cắn hột dưa. Trời đó là ví dụ như bây giờ một nước ngọt thì giờ một lốc có bao nhiêu tiền đâu, một trời chai giá 10 ngàn thôi. Bà bụi giá sĩ nó rẻ rề hà. Đúng rồi. Đúng quý bà con. Đúng. Thì đó là toàn bộ những cái gì mà vợ chồng em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con. Video nó cũng đã khá dài. Quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà vợ chồng em vừa nêu? Quý bà con mình cho hai vợ chồng em cái ý kiến và cho tất cả quý bà con cô bác mình đang xem cái ý kiến và cái suy nghĩ của mình dưới phần bình luận video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với vợ chồng em. Xin chào và hẹn gặp lại.